So what do you call? Đó là câu chào em muốn gửi đến toàn thể hội trường có mặt trong ngày hôm nay. Em là Thái Anh, em hiện đang học cao học tại Học viện Công nghệ Châu Á AIT Thái Lan. Hôm nay em vừa trở về Việt Nam để dự lễ tốt nghiệp trong ngày hôm nay với vai trò là Á khoa ngành công nghệ thông tin. Kính chào quý thầy cô, kính chào quý vị phụ huynh cùng tất cả các bạn tân cử nhân đang có mặt trong buổi lễ chiều ngày hôm nay. Em rất vinh dự khi được đứng phát biểu trong lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Và em càng tự hào hơn khi em là một trong 10 bạn sinh viên của ngành công nghệ dữ liệu, khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Văn Lang. Em xin kể về câu chuyện của em. Cách đây 4 năm, em từng có một cái nhất khi vào trong khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Văn Lang. Mọi người có thể đoán cho em được cái nhất của em đó là gì không ạ? Đó là điểm đầu vào của em thấp nhất ngành công nghệ thông tin của khoa. Vào học kỳ đầu thì điểm trung bình của em cũng chỉ vỏn vẹn khoảng 7.55 và em được học bổng 10%. Em cũng cảm thấy em ham chơi và sau đó em càng ngày càng cố gắng hơn. Và đến đỉnh điểm là học kỳ 2, năm thứ 2, thì với sự nỗ lực của chính bản thân thì em đã đạt được học bổng 100%. Và em tự nghiệm ra rằng em có thiên hướng về toán và lý. Và em đã chọn cho mình chuyên ngành công nghệ dữ liệu theo hướng khoa học dữ liệu. Điều quý giá nhất mà em đã học được ở nơi Văn Lang không chỉ qua những con điểm, những lần học bổng, mà chính là nhận ra năng lực nghề nghiệp của chính bản thân em. Em đã nhận ra mình có một cái năng khiếu sư phạm, đó là mỗi khi thi, em quy tụ bạn bè lại đến những quán cà phê hay là những lớp học để cùng nhau làm bài tập. Và mỗi khi các bạn không làm bài được thì em cũng chỉ cho các bạn làm. Thì khi mà các bạn điểm cao thì em cảm thấy rất là vui, vui vì các bạn đã thành công. Em rất thích trải nghiệm khi giảng bài, học bài, vì điều đó sẽ giúp em có thêm được kiến thức và nhớ lại những kiến thức mà em đã từng học trước đây. Em đã ứng tuyển cho công việc trợ giảng ở những học kỳ trước. Và khi trợ giảng xong thì các em sinh viên khóa dưới đều rất thích em và nói là em muốn gặp anh ở những học kỳ sau để tại vì anh rất là vui và giảng bài rất hiệu. Đã có nhiều lần em chán nản và rất là thất vọng. Nhưng mà đầu năm 3 thì em đã được gặp một người thầy đã tìm cho em và hướng dẫn em làm nghiên cứu khoa học. Và khi nghiên cứu khoa học thì em đã tìm tòi, đã tự nghiên cứu và khi khó thì em cũng không nản. Đó tạo cho em một cái sự cần cù. Và em đã thành công khi em đã có một bài báo được đăng ở Hội nghị Khoa học Quốc gia. Và hiện em có 2 bài báo quốc tế đang trong quá trình view. Và khóa luận tốt nghiệp thì em được đồng thủ khoa khóa luận tốt nghiệp. Đến đầu năm thứ 4 thì em thật may mắn khi trường Đại học Văn Lang cấp học bổng cho em sang học AIT. Em hiện đang học một học kỳ ở bên đó. Và em rất vui và hạnh phúc khi được sống và gặp gỡ đến các giáo sư cũng như tất cả các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Các bạn rất vui và rất quý sinh viên Việt Nam. Như em tiếng Anh em yếu thì các bạn cũng sẵn sàng, các bạn chỉ cho em tiếng Anh phát âm như thế nào, rồi những cái từ đó đọc sai thì các bạn sửa cho em ngay tại chỗ luôn. Và em cũng rất tự hào khi em là sinh viên Văn Lang được học tập tại AIT, có một môi trường quốc tế như vậy. Có thể 4 năm trước em vào Văn Lang như một sự tình cờ, nhưng sau 4 năm em đã tự tin bước đi vững chắc trên con đường nghề nghiệp của chính mình. Giây phút ý nghĩa này, mình xin gửi lời chúc chân tình đến bạn bè Văn Lang, chúc cho các bạn cân tự nhân Văn Lang luôn thành công với ước mơ của chính mình. Hôm nay, em hạnh phúc cùng với các bạn tân cử nhân Văn Lang nhận bằng tốt nghiệp và hẹn gặp lại Văn Lang ở một năm nữa với một cương vị mới là một giảng viên trẻ thế hệ Gen X.
của khoa công nghệ thông tin trường Đại học Văn Lang để cùng tiếp tục với thầy cô trong sự nghiệp chồng người cao quý. Đó là ước mơ nghề nghiệp của em. Lời cuối cùng, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô trường Đại học Văn Lang đã luôn dành những điều tốt đẹp, rộng mở cho con đường tươi sáng của sinh viên chúng em. Và con cũng đại diện cho tất cả các tân cử nhân Văn Lang bày tỏ lòng biết ơn đến bố mẹ, gia đình đã luôn nâng đỡ và ủng hộ cho chúng con. Hy vọng gia đình sẽ luôn tự hào vì chúng con. Cảm ơn khắp. Xin chân thành cảm ơn ạ.